Dandogen, bên chồng từ lúc nghèo, vợ là phụ hồ nay có tất cả, để dịch vụ đắt đỏ, đồ hiệu sắm thả ga. Bây giờ em thích cái nào em lấy cái đó, bây giờ đang mua em lấy áo ấm em mặc đi. Cái gì vậy anh ơi? Ý là anh mua cho em, anh vô đây là để anh tặng cho em lấy đi. Oh my god! Lộc phụ hồ là hiện tượng mạng nổi tiếng qua những video về công việc phụ hồ. Các tài khoản mạng xã hội của anh thu hút lượng theo dõi lớn. Anh lập gia đình với Kim Thủy quê Bình Định, cô gái từng bên anh những ngày tháng khó khăn nhất. Thời điểm mới yêu Kim Thủy, Lộc phụ hồ còn tay trắng, thậm chí ngôi nhà anh ở còn chưa quét xi măng. Họ bắt đầu kết hôn khi cuộc sống của Lộc ổn hơn và nhanh chóng có con gái đầu lòng. Thời điểm bầu bí, anh chẳng hết mực yêu thương và quan tâm vợ. Thương Kim Thủy bầu bí vất vả, Lộc phụ hồ thường xuyên ăn ủi mua đồ ngon cho vợ. Thời điểm vợ sinh mổ, nam YouTuber là người túc trực tại bệnh viện. Khoảnh khắc chào đón con gái, anh vỡ òa trong hạnh phúc. Thời điểm đó anh sẵn sàng chi số tiền lớn đặt phòng dịch vụ cho vợ và con được nghỉ ngơi thoải mái nhất. Điều anh quan tâm là vợ con an toàn và thoải mái trong thời gian ở cử. Đặc biệt Kim Thủy gây ấn tượng với người xem khi nhanh chóng lấy lại được vóc dáng như thời son rỗi sau sinh. Nhiều người khen cô xinh đẹp mặn mà hơn xưa rất nhiều. Đồng thời cô cũng thường xuyên khoe lên mạng xã hội những hình ảnh xinh đẹp và phương pháp lấy lại vòng hai nhanh chóng. Không chỉ vậy, sau khi vợ sinh con cũng được Lộc phụ hồ chiều chuộng hết mực khi dẫn đi mua đồ hiệu ăn món ngon. Trước đây anh từng đăng video dẫn vợ tới lên mắt 81 để thử cảm giác ăn tô phở 1 triệu đồng như thế nào. Anh nói thật là quen nhau và cưới tới nay cũng hơn 2 năm rồi, nhưng chưa bao giờ dẫn vợ đi chỗ nào sang trọng luôn. Cái này là thầy nói thật, nên là lâu lâu sáng nhìn ăn mấy bữa, cho vợ đi ăn tô phở 1 củ. Đồng thời khi bước vào cửa hàng đồ hiệu, Lộc phụ hồ cũng thể hiện độ yêu chiều vợ, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bây giờ em thích cái nào em lấy cái đó đi. Mùa hè em có lấy áo ấm em mặc không? Ý là anh mua cho em, anh vào đây là để anh mua cho em, tặng cho em lấy đi. Cứ như vậy anh tự tay lựa cho vợ rất nhiều bộ đồ đẹp và độc đáo nhất. Lộc phụ hồ đã gây chú ý khi đăng tải video tiết lộ tháng lương YouTube cao nhất. Cụ thể, thầy dạy phụ hồ online cầm trên tay một xấp tiền và nói rằng đây là số tiền nhiều nhất bản thân nhận được từ khi làm YouTube, 40 triệu đồng. Lộc chia sẻ thêm về thu nhập những tháng trước của mình. Tùy từng tháng, có tháng nhiều tháng ít, có tháng tôi chỉ nhận được 10 mấy triệu, 20 mấy rồi 3 mấy, và tháng 40 triệu này là cao nhất, quá cao luôn đó mọi người. Nhờ số tiền kiếm được từ YouTube, Lộc không còn phải dầm mưa dậy nắng để trang trải cuộc sống như trước. Anh chàng cũng từng liệt kê những khoản chi phí sắm sửa 4 năm và nhấn mạnh rằng toàn bộ số tiền ấy đến từ thu nhập YouTube. Chưa hết, trong năm 2022, Lộc phụ hồ đã xây liên tiếp 2 căn nhà và tàu xế hợp có giá trị lên tới 700 triệu đồng. Đứng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, và hậu phương vững chắc của Lộc phụ hồ không ai khác là Kim Thủy, vợ của anh. Trước khi về chung một nhà, Thủy từng xuất hiện trong nhiều clip của hiện tượng mạng Khánh Hòa. Cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, làn da trắng và nụ cười duyên dáng, khác hẳn với làn da đen sạm về cuộc sống mưu sinh của Lộc. Chính vì vậy khi hai người quyết định làm đám cưới, nhiều cư dân mạng vẫn nghi ngờ hai người chỉ đang diễn để câu view. Đứng trước nghi vấn này, Lộc phụ hồ đã phải lên video đính chính. Trước đây nhiều người cho rằng tôi và Thủy yêu nhau chỉ là diễn, nên tôi muốn chia sẻ để mọi người không hiểu lầm. Sau đám cưới, ngoài hỗ trợ chồng sáng tạo nội dung trên kênh YouTube, chị Thủy còn giúp anh dành dụm tiết kiệm tiền. Hai vợ chồng từng gây sốt với video đập heo 100 triệu để xây thêm nhà mới đón con đầu lòng. Được biết căn nhà mới này có diện tích 16m2 ở Bình Định, quê vợ Lộc phụ hồ. Là một người thợ xây, Lộc quyết định đảm nhiệm trọng trách xây căn nhà của hai vợ chồng. Ngoài xây nhà, chuyện tàu xế hợp mới của Lộc phụ hồ cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh chàng đăng tải hình ảnh hai vợ chồng bên chiếc xe 7 chỗ, kèm theo lời nhắn nhủ ước mơ thành sự thật, ráng theo học phụ hồ để mua xe hơi như thầy nha các em, cố lên đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé. Bên nhau từ lúc chỉ có 2 bàn tay trắng, đến bây giờ vợ chồng Lộc phụ hồ đã có nhà, xe và công việc hái ra tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.